chào cả nhà, là Ti đây. Lời đầu tiên Ti xin kính chúc cô chú, anh chị và các bạn gần xa thật là nhiều sức khỏe, may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống. Ti rất cảm ơn các anh chị và cô chú đã theo dõi kênh, xem kênh cũng như hỗ trợ cùng Ti rất là nhiều trong việc chăm sóc các em cún mèo cơ nhỡ lang thang. Bây giờ đang làm giờ mà Ti nấu cơm cho các bé thì bây giờ Ti quay lên cho cô chú và các bạn xem. Máy ấm của Ti á thì Ti không, như Ti đã từng nói, Ti không phải là người có đạo. Ti cũng không phải đạo Thiên Chúa và cũng không phải là người có mang đạo Phật. Nhưng mà cái tâm của Ti á, lúc nào Ti cũng suy nghĩ như thế này nè cả nhà. Mình yêu động vật thì yêu tất cả các con. Khi mà Ti cứu các em chó mèo về đây và nuôi những em chim, gà, vịt, cá, Ti rất là yêu quý các con. Vì vậy thật sự là Ti không bao giờ ăn thịt các bé đâu cô chú và các bạn. Những em cún mèo sống ở mái ấm của Ti cũng vậy. Khi nào á những em mà bị bệnh hoạn, yếu đuối, Ti bồi dưỡng cho các em cái khẩu phần ăn là có nhiều thịt để nhiều đạm, để bồi dưỡng cho con lại sức. Khi các con đã khỏe mạnh hoàn toàn thì Ti sẽ thay đổi một chế độ khác là giảm thịt xuống, giảm thịt các loại động vật khác xuống. Với một cái mong muốn giống như Ti nghĩ đó, là mình yêu thương thì các con đều đáng được trân trọng và yêu quý như nhau. Mặc dù các con nó chỉ là thân phận, những con chim, những con cá, những con gà, con vịt không thể nào biết nói được tiếng người, nhưng mà chúng rất cần được yêu thương. Nếu mà mình cứu chó, cứu mèo về rồi mình cho các con ăn thịt những bạn động vật khác, như vậy Ti thấy thật là đáng thương và không công bằng cho các bé. Đây, bây giờ máy ấm của Ti quá đông rồi nên Ti sử dụng cái nồi công nghiệp này nấu 2 lần mới xong luôn cô chú và các bạn. Sau khi mà nấu lần đầu có thịt nha cô chú và mọi người, nhưng mà thịt này là bồi dưỡng cho những em ốm yếu, còn những em to khỏe mạnh ở nhà Ti sẽ ăn một chế độ khác. Đây là cơm của các bé. Và để nấu được rau cho các con là Ti phải đổ cơm ra để nấu thêm một lần nữa. Đây là 12 cây rau, tương đương với khoảng là 50 kg rau củ đó mọi người. Đây là mẹ cơm này có 12 cây, mình phải đổ ra đây trước rồi mình mới lấy khay mình nấu tiếp được rau củ ở cái phần sau. Vì các bé của máy ấm của Ti bây giờ đông quá, Ti không biết là bao nhiêu em luôn cô chú và các bạn. Những cái lời kêu cứu, những cái trường hợp đáng thương nó quá nhiều đi. Nếu mà Ti không nhận nó thì tội nghiệp các con quá nên Ti cố gắng nhận. Mà nói thiệt luôn, nếu mà máy ấm quá tải thì rất là mệt mỏi luôn cô chú và các bạn. Vì vậy Ti có đăng các em lên cuốn mà mình cứu được trên Facebook của mình. Nếu như Ti gặp được người chủ tốt có thể chăm sóc cho các bé là Ti sẽ trao tặng cho gia đình mới, chứ Ti không giữ lại cho các con ở đây để có một cuộc sống đói khổ. Ti rất mong cô chú và các bạn hiểu thông cảm điều này. Đúng là nếu mà có những trường hợp đáng thương á, thì các bé vào máy ấm sẽ tốt hơn là sống ở bên ngoài. Ti xin lỗi mọi người. Nhưng nếu các con có một cuộc sống tốt hơn nữa khi mà sống với Ti thì Ti sẽ mang đến cho các con một cơ hội mới. Sẵn đây có anh hàng xóm nè. Anh này là hay qua đây phụ Ti lắm mọi người. Và anh có nuôi một đàn chó luôn, là anh Lục ở ngoài ruộng á, thấy các bé bị bỏ rơi. Vì vậy Ti cũng á, trời ơi con Mino kìa. Ti cũng á, lâu lâu á mà công việc nhiều quá mình làm không kịp thì mình có ới một cái nào bên đây nè mọi người, cái anh chạy qua anh phụ. Thì tất nhiên là anh phụ thì Ti cũng có gửi tiền cho anh, tại vì anh cũng khổ. Đây là các em cún ở phía sau nhà Ti. Bye cho mẹ hôn cái cái bye. Mẹ hôn cái cái ơi rồi. Đây là các em gà nhà Ti nè mọi người. Ti không bao giờ ăn thịt gà luôn cô chú và các bạn. Dù là mùa dịch vừa qua, cái mùa dịch vừa qua là ở trên thành phố Hồ Chí Minh mình á là bị cấm cửa hết luôn. Ở chỗ Ti không thiếu thức ăn, nếu mà nói là về thức ăn cho người không có thiếu, nhưng mà Ti không bao giờ Ti làm thịt các bé gà ăn. Lâu lắm rồi Ti không quay các em chim bồ câu. Các em chim bồ câu này nè cô chú và mọi người.
Ban ngày thì các em bay đi chơi, tại vì ti lùng quá cho nên nó cao. Còn buổi tối, chiều tối thì các em bay về đây ngủ. Chỗ này là những cái em heo thân yêu của ti nằm ngủ ở đây. À, mẹ thương con đi dạy là mẹ quay clip đi. Ti nuôi á, em heo từ hồi còn bé xíu, bây giờ em lớn rồi cô chú và các bạn. À, ti cũng nới rộng chuồng ra cho em từ tút kia luôn mọi người. Ra tút đây. Có máng ăn đàng hoàng luôn cô chú. Bởi vậy á, ti lúc nào cũng tâm niệm một điều á, nếu mà ti thương các em, không bao giờ ti ăn thịt những động vật đó. Và ti thấy á, ti có nhìn thấy một bức hình mọi người. Trên cái bức hình đó ghi là I love animal. À, có lẽ là ti không biết là có vài bạn có hiểu về cái ý nghĩa bức hình đó hay không. Đó là bức hình một người phụ nữ dắt theo em chó và đến lò mổ để mua thịt của một loại động vật khác cho em chó ăn. Thì ti thấy đó là một cái điều bất công cho các loại động vật cả nhà. Mình không bắt này cả thế giới phải thay đổi theo cái suy nghĩ của mình. Mình cũng không bắt cả nhà phải có cái tư tưởng giống như mình. Nhưng mà ti rất hy vọng sau cái video clip này, ti truyền tải được đến một cái tình yêu thương động vật chung cho tất cả mọi người. Còn ai thích suy nghĩ sao nghĩ, ti không quan trọng người khác nghĩ gì. Ti chỉ làm những cái điều mà ti cảm thấy đó là đúng. Nhưng mà ti cũng biết nghe lời nhắc nhở của các cô chú và anh chị lắm. Chứ không phải là ti lúc nào cũng cho mình là đúng. Đây là các em mèo, em gà của nhà ti nè. Cô chú thấy có em chó nó chui trong cái lỗ. Các em chó và những em gà ở mái ấm của ti khá là thân thiện với nhau. Ở đây ti thuê miếng đất này rộng hơn 1.000 mét vuông lận cô chú và các bạn. Nên rất mát mẻ. Trời, cái hàng cu này. Nên là rất mát mẻ. Ở đây có cây cối mát lắm. Nào cô chú và các bạn. Ti đang ngồi ở đây sẵn ti quay luôn cho cô chú và các bạn xem. Đây là cái lò thiêu của mái ấm. Thí dụ những em cún già bịt quạng ti cứu về, các em qua đời thì ti sẽ an táng cho các con tại đây. Xung quanh mái ấm của mình á là đồng ruộng bao la bát ngát. Thí dụ những em cún có chủ qua đời mà chủ mang đến mái ấm của ti để hỏa táng cho con, ti sẽ theo cái lời của chủ. Ví dụ như bữa có một bạn nói với ti rằng: chị ơi, em cún của em khi mà còn sống bé rất là thích đồng cỏ, hương đồng gió nội. Thì khi mà ti hốt xác rồi, hốt cho cốt của các con á, ti sẽ đi ra khu vực gần đây là mình rải lên những bãi cỏ để các con được trở về với thiên nhiên. Còn nếu á những em cún không có chủ mà ra đi ở mái ấm của ti á, sau khi mà đã thiêu các con xong, ti sẽ mang cho cốt hỏa táng dưới sông Cầu Sáng gần đây. Ti rải xuống để cho các con được đầu thai ở một kiếp sau, với lời cầu mong các con sẽ sống thật là hạnh phúc, vui vẻ, không trở thành những con động vật bị người ta đánh đập, bị người ta ruồng bỏ và giết bất kể lúc nào mà người ta không thích các con nữa. Bây giờ ti vừa mới làm rau xong mà phải tranh thủ hấp để cho kịp chiều các con ăn cơm. Vì vậy ti xin lỗi cô chú và các bạn. Ở mái ấm của ti rất là bận, chỉ có 3 thành viên thôi, nên nhiều lúc ti sẽ không cầm được máy điện thoại. Nếu mà có cần việc gì thì cứ nhắn tin, ti sẽ trả lời. Còn việc gấp thì cứ gọi điện. Ti ho quá cô chú và các bạn. Ho quá trời luôn. Dạ thôi, ti xin khép clip ở đây. Ti rất cảm ơn cô chú và các anh chị đã yêu thương mái ấm. Các em gà nhà ti nè, đứng chơi chung với chim luôn. Xin chào cô chú và mọi người. Ti xin khép clip ở đây. Kính chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe, nhiều may mắn và vạn sự phát tài. Ti xin cảm ơn cô chú và các bạn. Xin chào cả nhà. Hẹn cả nhà những cái clip sau. Nhớ đăng ký kênh, like, share cho ti nha cô chú và các bạn. Xin cảm ơn mọi người. Xin chào, bye bye.